Siêu phẩm Subat 40 Q8 Pro, kiểu dáng mới, tên gọi cũ, công suất siêu khủng và đặc biệt giá không đổi so với phiên bản cũ. Xin mời các bác hãy cùng xem hết video để cùng cảm nhận rõ nét nhất tất cả những sự tinh tế mà Q8 Pro phiên bản mới mang lại. Vâng ạ, xin chào tất cả các bác đang quay trở lại với kênh YouTube của Tiki. Và trước mắt các bác đây là một mẫu loa siêu trầm mang cái phiên bản là Q8 Pro. Vâng, và ngày hôm nay thì em đã có bày cho các bác là một chiếc Q8 phiên bản cũ của bên em để cho các bác cùng so sánh và thấy được một cái sự khác biệt giữa hai cái phiên bản Q8 Pro và Q8 thường. Vâng ạ, và trước mắt các bác đây là một cái phiên bản loa siêu trầm mang thương hiệu WeWood với cái model là Q8 Pro. Và xin giới thiệu với các bác đây là một bản Pro, một bản cải cách. Chính vì vậy các bác có thể nhìn thấy từ hình thức cho đến cái cách thiết kế cũng như là công suất của nhà sản xuất đưa về thì em sẽ giới thiệu với các bác. Đối với phiên bản này thì là công suất nó sẽ dao động trong phạm vi 1.000W đến 2.000W, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy là 90 dB, và dài tần của nó có thể xuống đến 20Hz và lên tới là 700Hz nha các bác. Và với cái phiên bản này thì nó mang cho mình một cái kích thước là chiều cao 64cm, chiều rộng 53cm và chiều sâu là 59cm. Và trọng lượng của nó là 45kg các bác nhé. Vâng, và với cái cách thiết kế cũng như những cái thông số em đã vừa thông qua thì chúng ta có thể nhìn thấy phiên bản Pro này nó sẽ nổi trội hơn so với phiên bản cũ rất nhiều. Nhưng có một điều là các bác sẽ là người được vui nhất, đấy chính là cái giá cả của nó. Vâng, đối với phiên bản Pro này thì hãng có gửi về và đây là một cái phiên bản mới và có một cái giá rất là yêu thương cho các bác để cho các bác dùng thử, đấy chính là 8.500.000 đồng, giá đúng bằng giá của chiếc Q8 cũ nha các bác. Chính vì vậy các bác hoàn toàn có thể cân nhắc để sở hữu cho mình một cái sản phẩm mới, gọi là mới đét như thế này. Và phiên bản này thì bên em mới về ngày hôm qua thôi ạ. Và em nói thêm một chút là đối với cái cách thiết kế bên ngoài của con Q8 Pro này thì cái tấm ecan của nó hoàn toàn đã che phủ được cái lỗ thông hơi rất là lớn ở bên trong. Chính vì vậy nó rất là ăn điểm về hình thức, đã che đi những cái sự rườm rà của những cái lỗ thông hơi mà được đặt ở mặt chính của loa như con Q8 cũ. Thì với cái thiết kế như thế này thì em nghĩ là nó sẽ thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Vâng, và mọi thông tin mua sắm cũng như là những cái gì còn thắc mắc về lăn tăn về sản phẩm thì các bác có thể gọi điện cho cái số hotline mà em đang để dưới màn hình, hoặc có thể đến tại địa chỉ số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để được tận mắt xem và tận tai nghe test thử phiên bản Q8 Pro cực mới này nhé các bác. Vâng, và sau đây thì em sẽ test thử một đoạn nhạc remix để cho các bác nghe cái chất âm một cái phiên bản mang một cái công suất siêu khủng 2000W nó sẽ chơi nhạc DJ như thế nào. Vâng, xin mời các bác hãy đeo tai nghe vào và thưởng thức bản nhạc.